Sám hối. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay trước Phật đài chúng con xin sám hối những lỗi lầm mà từ ngàn xưa chúng con đã tạo ra trong tam giới này. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh. Khai kệ. Lời thuyết của Phật rất cao sâu, tỷ đời triệu kiếp còn tìm cầu. Hôm nay nghe được Thế Tôn dạy, rõ nghĩa Như Lai rất nhiệm màu. Sám hối. Phật Pháp tăng ngôi nhà tế độ, để thế gian làm chỗ giữa nương. Những ai quỷ bán khinh thường, ấy là cắt đứt con đường giảng sanh. Nay đệ tử lòng lành sám hối, xét lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chập trùng nghiệp quấy có thừa núi cao. Thân con đừng biết bao tật xấu, các việc làm thật xấu tệ hư, hoặc là phỉ ố nhà sư, hoặc là cử chỉ dường như hùm mình. Nào những lúc vô tình nói quay, bởi thói quen chỗ thấy lạc lầm, khinh chế diệu pháp tâm thâm, buông lung nghiệp miệng dưỡng lắm tội trời. Cùng tâm ý khinh trời hay vật, tính cho rằng không Phật thanh tiên, hoặc là tin tưởng hoàng xiên, mà đường tranh tính lãng quên tấm lòng. Tự vô thế chập trùng tội lỗi, nay còn nguyện sám hối ăn năn. Quấy xưa xin quyết chừa răng, ngưỡng mong đầy đủ thiên căn trở về. Sám hối năm tội trước Phật đài con xin sám hối, xét lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chập trùng nghiệp quay có thừa núi cao. Thân con đừng chưa biết bao tật xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thoái ở tùy thời, nào con có tránh khỏi nơi tội trình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, thuở bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành giết loài muôn thú núi xanh mạng này. Con đã tự gây lấy nghiệp cùng bao nhiêu người gian tiếp trở duyên, thức ăn bán ở thị thiền, sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay. Con lỡ tạo dây nghiệp ác, muôn dạng loài quan thác vì con, chỉ như thầy ướp thằng con, từ xưa chất để nên hòn núi cao. Tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp, thằng con đây tội nghiệp dậy đầy, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muốn thấy tạo thành. Con cũng có lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu mẻ ràng rụa thân hình, mắt trong thảm cảnh động tình xót xa. Con nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng giận lòng cải quá tử tâm, hoặc đòi theo bậc triết nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Nhưng trong cõi trần ai bụi bặm, giữ làm sao cõi lâm tất son, biết bao nghiệp sát còn con, nhiều lần vô ý dập dồn tội khiêm. Nay đến trước Phật tiền con xin sám hối, lượng từ bi xả tội lỗi lầm, ăn năn gội rửa lòng phàm, con nguyện sửa đổi việc làm từ nay. Tội thứ hai tham trại tôm đạo, thối dậy tà gian xảo sâu xa, hoặc từ nhiều kiếp trải qua, hoặc từ thơ bé tạo ra tội tình.
Nhìn lại tâm thân hình trướng đại, hẳn có khi tội trái lỗi thôi của người nhọc đổ mồ hôi, dùng mưu chương lấy đắp bồi thân ta. Tội thứ ba dâm tà loạn phép, lỗi đạo hẳn có mang nghiệp vào thân, tấm lòng yểm cửu minh thân, làm sao tránh khỏi xây dần trái quan. Đường tình ai đã càng càng tội, nẻo dâm tà càng lỗi nắng lung, tấm thân tội lỗi thiện thùng, mà kiếp này kiếp khác chập trùng bằng non. Tội thứ tư giọng ngôn dối trá, lợi cho mình thiên hạ hại thân, dễ duyên thiếu dệt xa gần, muôn điều đôi rắm trăm phần đảo đi. Thói lưỡng thiệt hai bên đâm thọc, cho đôi đàn trách móc lẫn nhau, mở lời để hại về sau, một câu thất đức quả sâu con người. Tội thứ năm sai xưa chè rượu, lỗi giới điều khi tự nhập tâm, thêm lòng ham muốn tham lam, càng thâu chất chứa càng làm mê say. Bệnh sân giận con nào chịu sửa, nổi nóng lên như lửa cháy rừng, si mê đâu biết tỏ tường, cõi mơ muôn vàng nẻo đường nhá nhem. Năm giới cấm cộng thêm giới phụ, tam nghiệp chung tính đủ thập điều, Phật ban giới cấm ra nhiều, mà con lỗi phép chẳng theo luật ngài. Vô ý hay gây tội trưởng, hoặc yếu hèn chẳng cưỡng được tâm, tự làm hoặc xúi người làm, hoặc nghe thấy ác lòng thàm đua vui. Từ vô thủy bao điều nghiệp chướng, cho đến nay vô lượng kiếp sinh, mỗi phen mang lấy thân hình, tạo gây lắm thứ tội tình nghiệp duyên. Hôm nay con nguyện sám hối, xét tội xưa để tránh lỗi về sau, cầu xin nước tình rưới vào, tâm con thanh tịnh được ngay con mừng. Con cố gắng từ đây sắp tới, ráng giữ đúng theo ngũ giới Phật truyền, cầu trao tám nghiệp trọn hiền, pháp tu thanh tịnh vẹn tuyền mới cam. Mong đến chốn già làm Phật cảnh, và cõi đời ảo ảnh phù du, con về con học phép tu, học môn thiền tính thiên thu sống còn. Đường giải thoát lòng con chí dốc, quyết phân tìm theo gốc tu chân, nương về tam bảo là ơn, con nguyện chẳng dám khinh lờn dễ ngươi. Được thưởng thức chút mùi vị đạo, xin nhớ ơn tam bảo ghi lòng, còn ai sám hối vừa xong, nghiệp trần con phủi không không sạch rồi. Con cầu nguyện người đời tinh thức, nhận đạo thiền công đức trường an, cầu xin Phật hiển thế gian, cầu xin tam bảo cứu an muôn loài. Sám hối bản thân cúi đầu lại trước Phật đài, con xin sám hối tự rày ăn năn, xưa nay lỗi phạm điều răn, do thân khẩu ý bị màng vô minh gây ra nghiệp dữ cho mình, sát sanh hại vật chẳng tình xót thương, giết ăn hoặc bán không lường, vì lòng ham lợi quên đường thiện nhân. Quang quang tương báo cõi trần, trầm luân biển tối chịu phần khổ đau, xét ra nhân vật khác nào, hãy nhớ nhân hãy mắc vào trà giấy. Lại thêm trưởng sản cướp tài, công người cực ngọc hằng ngày làm ra, lòng tham tính bãi ló ba, mưu kia kế nọ lấy mà nuôi thân, hoặc nuôi quyến thuộc xa gần, làm cho người phải lắm lần than gian, tà dâm tội trọng muôn ngàn, liệu toàn chương sách làm càng chẳng ngay. Vợ con người phải lầm tay, mất trình thích tiếc phải tai tiếng đời, xấu cha hổ mẹ nhiều lời, xa lìa chồng vợ ra rời lửa đông.
giọng ngôn giả dối ngoài môi, chuyện không ơi có rồi nói không, dựng lời đâm thọc hai lòng mà phân chia quyến thuộc vợ chồng anh em. Mắng nhiếc chửi rủa pha dèm, xóm làng cô bác chị em không chừa, nói lời vô ích dây dưa, phỉ giờ quy bao hết trưa đến chiều. Uống rượu sanh hại rất nhiều, ham ăn mê ngủ nói liều chẳng kiêng, say xưa ngã gió đi xuyên, nằm bờ té bụi như điên khác nào. Loạn tâm cuồng trí mòn hao, nhiều người vì rượu biết bao hư nhà, gian tham những của người ta, mong sao đọt được lòng ta mới ưng. Nết xong nóng giận không chừng, toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng, si mê tính trả chẳng phòng, mà nghe đâu theo đó không thông chánh tà. Chẳng tin Phật Pháp cao xa, thầm thầm di diệu bao la trên đời, nếu còn cố ý phạm lời, hoặc là vô ý lỗi thời điều răn, hoặc xối kẻ khác làm chẳng, hoặc nghe thấy ác lòng hằng vui theo, phạm nhầm ngũ giới thập điều, vì thân khẩu ý nhiều lầm than. Lỗi từ kiếp trước lâu dài, đến kiếp hiện tại miệt mài lâm phen, hoặc vì tà kiến đã quen, khinh khi tám bảo lòng bèn chẳng tin, cho rằng người chết hết sinh, phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thai, hoặc phạm thượng kiến tội dày, sống sao đến xác sinh lai như thường. Tội nhiều kế cũng không lượng, vì con ngu dốt không tường phân minh, tưởng đâu thiên hạ hại mình, bởi tâm không biết vô minh chánh tà. Cho nên trần tánh mới xa, tối tầm chẳng rõ sai qua thuở đầu, quá nên khờ dại đã lâu, để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay. Khác nào bèo bị gió lai, lên đến giữa biển lạc loài bờ sông, xét con tội nặng chập trùng, mà kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này. Con xin sám hối từ đây, nguyện cầu tam bảo đức dày độ cho, tội xưa chẳng hạn nhỏ to, con nguyện dứt bỏ chẳng cho thêm vào. Tâm lành giấc trí nâng cao, cái tà quy chánh chú vào Phật ngôn, cho con khỏi chốn mê hồn, mà tâm con thanh tịnh nhà xưa gần kề. Thoát dòng khổ não tối mê, về nơi thanh tịnh mọi bề thảnh thơi, từ nay dứt bỏ việc đời, căn lành gieo giống chẳng rời công phu. Mặc ai danh lợi bôn xu, con nguyện giữ hạnh người tu thoát trần, trước là độ lấy bổn thân, sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu. Sám hối tội lỗi đủ điều, duyên lành con nguyện ít nhiều kết xây, con xin hồi hướng quả này, thâu đến quyến thuộc nơi đây cho tường. Cùng là thân thức tha phương, hoặc đã quá dạng hoặc tường hiện nay, chúng sanh ba giới bốn loài, vô tưởng hữu tưởng chẳng nài đâu đâu. Nghe lời thành thật thỉnh cầu, xin mau tụ hội lãnh thâu quả này, bằng ai xa cách chưa hay, cầu xin chư thánh mất ngay giới cùng. Thái điều thọ lãnh hưởng chúng, dứt rồi tội lỗi thoát dòng nạn tai, nguyện cầu tăng chung đức tài, đã thành thánh quả hoàng khai đạo lành. Nguyện cho Phật Pháp thịnh hành, đời đời tươi những phước lành thế gian. Sám hối mười phương, xin chư Phật mười phương thế giới, tại thế gian thường đôi đến con, đời này đời trước tội dồn, mà tử sanh vô thị nghiệp tồn đến nay. Con tạo hoặc bài kẻ khác, tội thấy người làm ác mừng vui, của chùa của sải khắp nơi, tự lấy xuôi lấy tươi cười mừng theo. Các tội
tội ấy con đều tự tạo, thấy mừng theo hoặc bảo người làm. Mười điều bất thiện tự con, suối người can phạm thấy mà mừng theo. Bài vẽ bao nhiêu tội ấy, đáng đọa vào ngạ quỷ súc sanh, địa ngục ác thú phạt hành, biên địa ác kiến hoặc thành tiếng nhân. Các tội ấy nay con sám hối, Phật chứng trì thường nơi đến con, thành tâm quỳ trước Thế Tôn, sự tình mọi nỗi nguồn cớ giải bày. Đời trước đời này đời khác, con xin giữ gìn giới pháp tinh thánh, hạnh tu vô thí thường hành, hoặc gồm một giác nhịn dành muôn kiếp. Tịnh hạnh căn hiền đã có, sẵn căn hiền hộ độ chúng sanh, Bồ đề gieo giống căn lành sẵn có phát sanh tí màu. Căn lành ấy gồm thâu vô lượng, thải điều sinh hồi hướng Bồ đề, con xin phát nguyện trở về, theo ba đời Phật không hề sai quá. Những tội lỗi nay đã sám hối, công đức lành nhường gọi bấy nhiêu, thành tâm kính Phật công nhiều, hòa nguyện thành Bồ Tát cao siêu độ đời. Phật quá khứ vị lai hiện tại, tất cả thánh nhân tôi đại thân chương, biển khơi công đức khôn lường, có xin quy mãn cúng dường kính cung. Tất cả mười phương thế giới, trong ba đời các vị pháp dương, miệng lòng trong sạch cung dân, chí tâm đỉnh lễ mười phương vẹn tuyền. Nương thần lực phổ hiện ánh nguyện, vô số Như Lai phổ hiện chân thân, mỗi thân thể hiện vô ngần, mỗi thân đỉnh lễ diệu thân Phật Đà. Trong mảnh bụi hằng sa số Phật, khắp nơi nơi Bồ Tát hồi vào, bụi trần pháp giới biết bao, càng tin có Phật giàu giàu nơi nơi. Biển âm thanh khắp trời xưng tụng, lời diệu quyền cất giọng đề cao, trải bao số kiếp mãi sao, tán dương công đức dạt vào biển khơi. Tràn hoa đẹp xinh tươi bát ngát, cùng lòng tàn kỹ nhạc trầm hương, vật màu thức trí trang hoàng, có xin cúng Phật mười phương ba đời. Ê tôi thắng hương trầm tôi thắng, đèn đuốc cùng hương phấn hương sông, của nhiều như núi chất chồng, mà có xin cúng Phật với lòng kính tinh. Lòng con mở rộng tinh thâm thâm, Phật ba đời khăng khăng niềm tin, nương theo hạnh nguyện phổ hiền, con xin cúng Phật với lòng kính tin. Các nghiệp ác tạo thành từ trước, tham sân si đã trót gieo nhân, từ lời từ ý từ thân, con nay sám hối trọn sống một lần. Bậc nhị thừa học cùng hết học, chúng sanh và các bậc mười phương, Như Lai Bồ Tát các hàng, bao nhiêu công đức con toàn mừng vui. Đèn chiếu thế mười phương Phật bảo, lúc ban sơ thành đạo Bồ Đề, con nay thành kính thỉnh về, chuyển vô thượng diệu Bồ Đề Pháp đứng. Phật muốn niết bàn nhập diệt, chúng con chỉ thành chi thiết cầu gian, cuối sinh Phật ở trần hoàng, làm cho lợi lạc các hàng chúng sanh. Chúng con thỉnh cầu Đức Phật ở thế gian giảng pháp độ sanh, chúng con phụ giúp điều hành giáo đoàn Phật giáo lập ra đạo tràng. Nhờ vậy muôn ngàn công đức, để chúng con hưởng phước cao xa, chia ra tăng tục hai nhà, người tăng người tục dung hòa hai nơi. Dù tăng hay tục cũng thời, hành thiền thanh tịnh một đời an vui, ai nhận được tự tươi cười, là xong sứ mạng thật thời giao con. Chúng con nhất quyết lòng son, thực hiện cho được làm con Phật Đà, thành kính lại Đức Thích Ca, giúp con thực hiện nói ra lời Ngài.
dù cho đi khắp trần ai, nhất quyết thực hiện không sai lời thầy. Con xin lặp lại như vậy, chỉ thiền thanh tịnh đứt dây luân hồi. Phật dạy chúng con chỉ thôi, luân hồi sinh tử là thối tìm mình. Thiền thanh không phải lắng tin, mà thầy cứ thấy mình đừng chạy theo. Thiền thanh đừng tính vào nghèo, không gieo nghiệp quả làm sao theo mình. Chúng con biết vậy cứ nhìn, luân hồi cứ kệ mình đừng quan tâm. Chúng con sám hối những phần để chuộc lỗi lầm đã tạo ngàn xưa. Từ nay con nguyện sớm trưa lúc nào cũng nhớ lỗi xưa của mình. Con xin sám hối để an, xin nhận thiền học bình an trong lòng. Chỉ có thiền thanh tắng trong rửa được tội lỗi con sống tội rồi. Con vừa sám hối xong rồi, kính xin chư Phật nhận lời chúng con. Chúng con nhất quyết lòng son, nhớ kỹ Phật dạy không còn trầm luân. Chúng con nghe lòng rất mừng, vì đã nhận được ánh bừng trong con. Con thấy tội lỗi không còn, thiền thanh Phật dạy đưa con về nguồn. Đến đây nước lệ con tuôn, cảm ơn Đức Phật lễ tuôn con mừng. Mừng vì con đã biết dừng, luân hồi sinh tử đã dừng với con. Lần chót sám hối không còn, những phần tội lỗi lìa con được rồi. Hiện tại con rất thảnh thơi, những thứ tội lỗi đã lìa chúng con. Chúng con một dạ sắc son, môn thiền thanh tịnh chúng con góp phần. Nhiều người cùng biết mà dừng góp phần sám hối sáng bừng nơi con. Tội lỗi con thấy không còn, tâm con thanh tịnh không còn tội xưa. Từ đây con nguyện sớm trưa, nếu ai muốn biết Phật xưa đã truyền. Con xin nói rõ ra liền, để đền ân Đức Phật truyền chung con. Dù cho thân xác hư mòn, cương quyết thực hiện tâm con yên lòng. Hồi hướng sám hối con vừa sám rồi, nguyện đem công đức vào đời chúng con. Chúng con nhất quyết lòng son, quyết tu thanh tịnh không còn trầm luân. Phật dạy chúng con chỉ dừng, tâm con thanh tịnh luân hồi dừng ngay. Hôm nay tại điện Phật đài, kính xin Đức Phật nhận ngay lời này. Chúng con kính nguyện tại đây, luân hồi sinh tử đứt dây buộc ràng. Đời con đã hết gian nan, cũng nhờ Đức Phật chỉ đang thiền tâm. Tâm con hiện tại không không, chúng con một lòng thực hiện thiền tông. Dù cho thế giới hoại không, hư không có hoại lòng con vẫn bền. Nhờ Phật con đã đứng lên, luân hồi sinh tử vượt lên được rồi. Đời con lớn phúc Phật thôi, hôm nay sinh tử dứt rồi với con. Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.